Nam Mô A Đà Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Hôm nay hàng Phật tử chúng con Với lòng kính tinh tam bảo Trở về chùa Linh Quy Pháp Ấn sắm sửa tịnh tài, tịnh vật Thành kính cúng dường mười phương tam bảo Cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng Ngưỡng mong quý ngài chứng minh thọ nhận Việc lành này chúng con kính nguyện hồi hướng Tam bảo mãi trường tồn ở thế gian Chánh Pháp được lưu bố rộng khắp Bốn ơn, ba cõi Pháp giới chúng sanh thấm nhuần mưa Pháp Sống đời tỉnh thức Hết khổ an vui Mãn báo thân này đồng sanh cực lạc Đồng thành Phật Đạo Ngưỡng mong quý Ngài chứng minh cho tấm lòng thành của tất cả chúng con Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật kính bạch đại đức trụ trì chùa huệ diễn chi tăng chùa hoàng pháp chùa pháp nhất ở tại đồng nai kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử được sự hướng dẫn của chư đại đức tăng à, quý vị với một tấm lòng chân thành cung kính ba ngôi tam bảo đã vượt đường xa đồi núi khó khăn để về đây thăm viếng chư tăng hộ trì tam bảo để chăm những giọt dầu cho ngọn đèn chánh pháp luôn tỏa rạng giữa thế gian vô minh tâm tối để soi đường cho tất cả chúng sanh trong đó có bản thân của chính mình đây là việc làm rất có ý nghĩa giá trị và lợi ích sẽ đem lại phúc lạc ở trong hiện tại và tương lai công đức phước báo này sẽ giúp cho quý vị thành tựu được niềm tin bất động đối với đức thế tôn bậc chánh biến tri thành tựu niềm tin bất động đối với giáo pháp ly tham thành tựu niềm tin bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng thành tựu niềm tin bất động đối với vô thượng thánh giới nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn tinh tấn nghe pháp hành trì phước huệ trang nghiêm an vui hạnh phúc trong chánh pháp của như lai nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a đà phật trên chư tôn đức đã chứng minh thọ nhận cho rồi, lại ban cho chúng con lời pháp vô cùng quý báu. Chúng con xin nguyện khắc cốt ghi lòng, y theo lời dạy chuyên tâm thực hành, thành kính đảnh lễ chư tôn đức, tam bái. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng nhân dịp này kính thỉnh đại đức trụ trì Linh Quy Pháp Ấn ban bố một bài pháp ngắn để cho tất cả các Phật tử nhớ lại lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để có được nhiều an vui, nhiều hạnh phúc hiện tại và cũng như mai sau. Thành kính cung thỉnh đại đức thương tưởng ban pháp từ cho tất cả các phật tử nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kinh bạch chư đại đức tăng à kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử tất cả chúng ta đều hướng về đấng cha lành đức thế tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai là vị thầy mở lối dẫn đường khai sáng ra Phật giáo. Ngày hôm nay là chúng ta thừa hưởng cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật để lại gần ba ngàn năm. Như vậy thì chúng ta về nương tựa với Phật làm đệ tử của Ngài. Chúng ta hàng ngày lễ Phật tụng kinh. Niệm Phật trì chú ngồi thiền. Để làm gì? Mục đích của nó là gì? Và giá trị đem lại của những điều đó là gì? Chúng ta phải nắm thật vững cái mục đích, cái giá trị của Tam Bảo. Có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật. Nghe nói trong giáo Pháp của Ngài, Niết Bàn an lạc là thiết thực hiện tại đến đây mà thấy có hiệu quả tức thời như vậy thế nào gọi là niết bàn thiết thực hiện tại chúng ta nhớ niết bàn là cảnh giới bình an hạnh phúc tuyệt đối mà là chỗ hướng tới của tất cả người con phật từ cư sĩ hay là tu sĩ. Đức Phật nói cái cảnh giới an lạc, hạnh phúc tuyệt đối đó là thiết thực, là hiện tại. Là đến để mà thấy. Vì vậy đó giờ quý Phật tử tu học lâu nay đâu có thấy Niết Bàn chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy có hiệu quả chưa? Có chánh pháp chưa? Vậy làm sao để mình thấy? Thì Đức Phật dạy rất là rõ. Và khỏi cái vị Bà La Môn đó. Trong nội tâm của ông sanh khởi lên sự ham muốn. Thì cái ham muốn đó nó làm cho ông bất hạnh hay là nó làm cho ông hạnh phúc. Trong nội tâm của ông khởi lên nóng giận, bực tức, bực bội thù hẳn sanh khởi lên thì cái điều đó nó làm cho ông bất hạnh hay là hạnh phúc trong nội tâm của ông bị si mê ám ảnh vô minh không hiểu biết thì như vậy thì ông được hạnh phúc hay là bất hạnh thì cái vị này nó bạch với ngài nếu mà tham sân si ở trong nội tâm thì lúc đó là con bất hạnh chứ không có hạnh phúc quý phật tử có thấy vậy không vì cái bực tức nó khỏi lên trong nội tâm của mình lúc đó dễ chịu hay khó chịu dễ chịu hay khó chịu ừ. rồi cái lúc mà nó tham muốn nó hành hạ mình cái món nó đúng ra là không được mà nó cứ đòi muốn làm sao cho được mà nó không được rồi có khổ không à rồi mình muốn cho nó tỉnh táo nó sáng suốt nó thông minh mà cái tâm mình nó cứ đờ đẫn cứ trì trệ cứ ngồi đâu gục đó ngồi đâu ngủ đó phải không thì như vậy cái tâm như vậy là hạnh phúc hay là hay là không hạnh phúc như vậy thì đức phật nói rất là rõ vì đức phật lại hỏi thêm khi mà nội tâm mình giấy khởi lên ham à, muốn nóng giận si mê bản ngã cống cao tật đố ganh tị như vậy đó thì lúc đó, đó mình có biết không Thì ông nói là biết Thì vì cái sự tỉnh giác Mà Đức Phật dạy mình đó, Là luôn luôn nhìn trở lại Cảm giác Để mình thấy trong cảm giác Mình nó thuộc về Loại cảm giác gì Nếu mà cái cảm giác nó hoang khoái Thích thú thì trong đó nó có tham Nếu mà cái cảm giác nó bực bội à, Nó nóng thì trong đó nó cảm giác đó là nó có sân nếu mà trong cái cảm giác nó cứ trì trệ nó cứ đơ đơ đờ đờ mờ mờ rồi xong hồi nó mớ biết không thì như vậy là trong đó là có si sì, thì như vậy mình muốn được hạnh phúc muốn được an lạc thì đức phật dạy mình phải triệt tiêu phải làm cho ba cái này nó giảm bớt gọi là đoạn giảm tức là làm cho nó giảm lần lần cho đến cái chỗ nó đoạn dứt là mình được thành tựu niết bạn thành tựu được cực lạc thành tựu được cái hạnh phúc vậy làm sao để mà giúp cho mình bớt được cái ham muốn làm sao giúp cho mình bớt được cái nóng giận làm sao giúp cho mình bớt được cái si mê đức phật dạy mình mình phải biết cái nguy hại của cái sự tham muốn này tức là cái nguy hiểm và tác hại cái tham muốn này nó đưa đến cái chỗ nào à, mới vừa hôm qua mình thành đọc một cái tin thầy thấy rất là đau lòng cái cậu này đi làm về chạy ngang cái quán cà phê lại thăm người bạn gái và ngay cái lúc đó thì cái cô bạn gái đó là cổ là nhân viên phục vụ ở trong cái quán cà phê đó. Thì có một cái cậu thanh niên đùa giỡn mà vuốt cái má của cô bạn gái anh này. Thì khi anh này thấy được như vậy nóng giận lên, bực, bực tức lên. Rồi chạy về sắp dao lại đâm cái anh chàng kia chết tại chỗ. Và cái cậu này phải ngồi tù 18 năm. 18 năm tù. Chứ vậy mình thấy được cái sự nguy hại của sân hận không? Đó là cái tâm nóng giận đó. Rồi hàng ngày mình nhìn ra mình thấy không? Rồi ví dụ tài xế lái xe mà lại là uống rượu bia sai xưa hay là không có tỉnh táo, không có chú tâm để cho ngủ gục. Thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? đau khổ cho mình, đau khổ cho người, đau khổ cho bao nhiêu người khác. Thậm chí là từ cái gọi là cái đại hỷ mà biến thành đại tan. Mình đã nghe những câu chuyện đó thì đó là tác hại của si mê đó, tác hại của sự không tỉnh táo, không tỉnh giác, không chánh niệm, không rõ biết việc mình đang làm. Cho Đức Phật dạy mình, tu là gì? Là phải luôn luôn tỉnh thức Biết mình đang ở đâu Biết mình đang làm gì Biết mình đang nói gì Biết mình đang nghĩ gì Và cái làm cái nói cái nghĩ đó Nó có phải là đúng theo bác chánh đạo không Cái làm đó có phải là Làm cái hành động chân chánh không Cái nghĩ đó có phải là nghĩ cái điều thiện Điều tốt để cho lại mình vui người không Hay là cái nghĩ đó nó làm khổ mình Khổ người Thì cái nghĩ đó gọi là tà tư duy mà cái nghĩ mà đúng sự thật Đúng chánh pháp Cái nghĩ mà nó lành thiện Thì nó đem lại lợi mình Lợi người lợi cả hai Vui mình vui người vui tất cả Thì như vậy quý Phật tử chịu cái nào Chánh tư duy hay tà tư duy Chịu cái nào Chánh tư duy như vậy thì Khi mình Suy nghĩ Mình phải kiểm tra cái suy nghĩ của mình suy nghĩ đó là tốt hay xấu khi mình phát ra một cái lời nói mình phải là coi có cái lời nói đó là thiện hay bất thiện khi mình làm một cái điều gì mình coi cái đó là nghiệp lành hay là nghiệp chẳng lành lúc mình ăn mình có lửa món không có không à rồi khi mình nói mình có lựa lời kỹ không? Lâu lâu có khi nào nói xong là hối hận không? Có không? À, cho nên mình phải tập à, tập đức phật dạy mình dùng cái con đường bát chánh đạo thì á, giống như là mình ngồi trên cái chiếc xe đó thì mình á, mới đến được linh quy pháp ấn nhất trí không bây giờ ngồi ở nhà sao tới phải không ngồi nhà mà đòi tới linh quy ngồi nhà mà đòi tới gọi uh, là phương liên tịnh xứ hay là tới đà lạt mộng mơ sao tới được phải leo lên xe thì chiếc xe đó là xe gì bác chánh đạo thấy cho đúng về thân tâm này nó là vô thường tạm bợ không có bền chắc rồi phải suy nghĩ cho đúng những lời phật giải suy nghĩ làm sao để mà bớt lìa những cái ham muốn suy nghĩ làm sao mà để bớt để lìa cái nóng giận Suy nghĩ làm sao để mà bớt lìa Cái sự mà muốn hại người khác Ở trong cái suy nghĩ Thì đó là suy nghĩ chân chánh đó rồi cái lời nói của mình là mình tránh nói lời phù phiếm vô nghĩa nói dối nói đôi chiều tránh như vậy cái lời nói của mình là cái lời nói của hiền thiện cái lời nói của người con ngoan con cưng của phật chịu làm con cưng của phật không chịu không Chịu không? Chịu thì phải nhớ thực hành. Phải không? À, như vậy Đức Phật Thầy nói mình là thấy đúng nè, nghĩ đúng nè, rồi nói đúng nè, rồi mình phải làm đúng, làm mỗi cái hành động của mình. Mình làm cái điều gì? Mình phải cẩn thận dù mình để đo dép, cũng phải có chánh niệm. Rồi mình bước lên xe, mình cũng phải có chánh niệm. Khi mình nói ra một lời Mình nhất cử nhất động của mình Chánh niệm Coi cái đó nó có phù hợp với người Phật tử không Thì vậy mình đi đến đâu đó Là Mình á, giống như là đi biểu diễn Thời trang thích không Thích đi biểu diễn thời trang không Mấy người trẻ trẻ này thích không Thích không Thích mặc đồ đẹp không Thích không Thêm ra vậy thích không à, Mình tu là mình phải đẹp nhất trí là tu đẹp không nhất trí không hay là muốn tu xấu đẹp thì đẹp ở đâu ở trong suy nghĩ ở trong lời nói ở trong hành động phải không à, rồi đó mình phải luôn luôn siêng năng làm các cái thiện pháp siêng năng mình thấy điều gì thiện là mình làm thí dụ như hồi xuống nè có cụ nào lớn tuổi có mình lại mình nâng mình đỡ cho cụ đi thì khi lên xe mà bước khó khăn á, mình dắt. Cái đó là thiện pháp Mà mình siêng năng làm những điều thiện đó. Chẳng hạn như hồi trưa nay em vậy nữa mình lại mình vô mình phụ, mình dọn Tất cả những cái đó là những cái về phước, những cái thiện. Rồi cái siêng năng sâu sắc hơn nữa là gì? Là siêng năng đoạn trừ, giảm bớt cái tham, cái sân, cái si trong nội tâm của mình. Tại vì ba cái thứ này là ba cái thứ làm cho mình đau khổ. Mình không thấy được cực lạc niết bàn là tại ba cái thứ này nè mình cứ giảm nó xuống chừng nào thì cái cực lạc niết bàn nó hiện ra chừng đó tới khi mà giảm hết thì viên mãn chứng đắc đạo quả chịu không chịu không siêng <laughs> năng tinh tấn rồi phải đó là đó siêng năng cái chánh niệm à, là gì là mình luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình đức phật dạy mình luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình Quái nghi và hành động cái thân mình sử dụng như thế nào mình phải biết là đang sử dụng như thế ấy nếu mà mình lái xe mà mình cẩn thận á điện thoại nó reo mà mình không thèm nghe hoặc nói chuyện mà mình rút ngắn thời gian à thì cái lái xe của mình á nó sẽ an toàn Rồi cái công việc của mình cũng vậy Khi mình làm ăn buôn bán cũng vậy Mình luôn luôn nhận thức Tỉnh thức rõ biết mình đang làm gì Thân thể sử dụng như thế nào Phải biết là đang sử dụng như thế ấy Không có được lãng quên Nhờ câu niệm Phật Nhờ sự quay lại chánh niệm Thì như vậy mình được tỉnh thức còn giờ mình đang 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 đi nè chút xíu nè đi 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 xuống đi xuống mà không có dòm dưới lo cười lo giỡn phải không chụp xong rồi nó trợ chừng cái chụp ra cái hình đẹp lắm khi mà trợ chừng cái mặt nó ngã xuống rồi cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu sẽ thuốc chụp ra cái hình đẹp không Cô biết có biết cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu sẽ thuốc không biết không à cho nên á là đó mình á siêng năng quán chiếu về đức phật gọi là niệm thân nào giờ quý Phật tử biết niệm Phật Nhưng bây giờ đó Thầy giới thiệu thêm một phương pháp đó là niệm thân Là luôn luôn nhớ thân mình đang làm gì Phải không? Đang đi, đang đứng, ngồi nằm như thế nào Mình phải luôn luôn nhận thức, tỉnh thức chánh niệm Đừng để cho làm cái gì mà mình bị lãng quên Mình bị tham, sân, si, nó chi phối Mình phải thấy rõ, nhiếp phục nó ở trong cái cảm giác Làm cho nó lắng dịu xuống làm cho nó an tịnh xuống thì như vậy cái tâm mình nó được á, yên định thì cái trí huệ mình tỏ sáng mà trí huệ mình tỏ sáng thì bây giờ đó quý vị thấy tại sao nãy mình lên núi khỏe khoắn vậy nếu mà quý vị lên đây lúc một giờ khuya quý vị có đi được như nãy không được không tại sao lạnh cái gì quan trọng hơn một giờ đêm cái gì? Tối không có ánh sáng Không có mặt trời sắp thấy đường đi Lạnh là chuyện nhỏ mà tối Cho nên cần ánh sáng mặt trời Ánh sáng đó là trí huệ Trí tuệ của Đạo Phật Mà muốn có trí huệ Phải luôn luôn nhìn lại Cái đặc tính vô thường Khổ vô ngã Của thân tâm này Phải nhìn thấy những cái suy nghĩ trong nội tâm Những cảm giác những cái tưởng tượng những hình bóng trong nội tâm của mình nó vô thường nó biến đổi hoài cái cảm giác của mình nó có đổi không có đổi không à, lúc mà nãy lên nó mới lên nó mệt quá nó đói bụng cái sông vô được Nó tô và lúc đó cái cảm giác nó khác không khác không mà bây giờ thầy cho ngồi thêm 3 tiếng nữa cái cảm giác nó khác không khác thế chưa phải <laughs> không cái cảm giác đó là vô thường đừng có bám chấp cho cái cảm giác đó bám chấp cho cái cảm giác đó là khổ phải thấy nó biến đổi liên miên không có chấp vô đó rồi đó trong tâm mình nó có những cái hình bóng phải không mình nghĩ hết cái này tới cái kia người này người nọ mà mình nghĩ tới cái người ghét cái lúc đó cái mặt mình sao à khó chịu hơn phải không mà mình nghĩ tới mình thương cái mặt mình lúc đó làm sao gọi lên như vậy mình là người bất bình thường sắp sửa đưa vô bệnh viện Ngồi có mình mà tự nhiên mà sủ mặt xuống rồi cười mình mà mà cứ làm vậy hoài một ngày chừng hai chục lần thì sao? Đưa vào bệnh viện gì? Cho nên Phật dạy mình phải thấy rõ những cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng, những cái nhận thức đó là không có thiệt đừng có bám chấp vô đó mà phải tỉnh thức, chánh niệm để mình thành tựu được cái trí huệ mà mình thành tựu được cái trí huệ đó là chấm dứt tất cả khổ đau. Chịu không? Đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Đủ hành trang đang đi tiếp rồi phải không? Ừ, lên đó nhớ là chụp hình Nhưng phải nhớ vô lại Phật và, và nhớ trên đó không phải là cổng trời Mà là quán chiếu đường Cái chỗ để mình lên mình soi rọi lại thân tâm cảm giác suy nghĩ của mình để mình thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời vô thường khổ không vô ngã tạm bợ để mình xả ly cái tham cái sân cái si thì mình được hạnh phúc miên viễn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vừa qua đại đức giảng sư trụ trì chùa linh quy pháp ấn đã có buổi pháp thoại ngắn đến tất cả quý phật tử quý phật tử lắng nghe rồi ghi nhớ và sau đó đem những lời dạy của thầy vào đời sống thường ngày của mình để mỗi ngày chúng ta sống thực tập theo lời phật dạy đuổi ba con rắn độc tham sân si ra khỏi thân tâm của mình để mình được hạnh phúc, an vui hiện tại và cũng như mai sau. Và buổi pháp thoại đến đây đã viên mãn. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng tất cả quý Phật tử chấp tay hồi hướng. Nguyện đêm công đức